nay chúng ta sẽ làm món chả cá sốt cà chua. Mình sẽ đi kiếm chả cá. Thấy rồi. Chả cá bán thế nào? Một lạng hả? Chả cá 8.000 một lạng. Hai 4.000. Lấy thêm đậu hũ. Bốn lát 10.000 đi, phải không? Bốn lát đi. Okay. Nhận tiền. 24.000. À là 34.000 lộn. Ngủ qua này sao chị? 25 luôn. Okay. Như bạn mẫu quá nhớ rồi. 10.000 qua thôi. Sốt cà chua thì mình đương nhiên phải kiếm cà chua rồi. Với ba trái này chắc đủ sốt. Thêm tí nấm nữa cho nó ngon. Nấm hôm nay không được ngon lắm. Hơi bị bủn nè. Nấm hơi bị bủn bởi vì nó mềm. Phần nữa là nó bị nở ra hết rồi. Mình sẽ cố gắng lấy cái nấm nào mà nó chưa nở ra và nó còn cứng. Mình đoán cái này 3 lạng. Để coi cân tay hôm nay chính xác không. Rồi cân cho mình phải coi nhiêu cơ. 3 lạng. 2 lạng rưỡi. Trời ơi, lệch nửa lạng. Cặp đá 10.000. Có cặp tiền 13.000. 13.000, 23. 32.000, 32 với 13. 45. 45.000. 55.000 tổng cộng em. 10.000 ba trái cà chua. 13.000 bỏ cải thìa, 32.000 tiền nấm, 10.000 tiền đậu, 10.000 tiền khổ qua, 24.000 tiền chả cá, tổng cộng là 99.000 cho thực đơn ngày hôm nay, 3 người ăn trong vòng 1 ngày. Hôm nay nói chung là mình không có cái món gì gọi là tanh hôi cả, thành ra thì mình có thể làm lộn xộn được, không cần phải theo thứ tự. Ok, mình làm cái này đi. Thông thường thì mình nấu canh, nhưng hôm nay Phương sẽ luộc nó. Bởi vì là mình làm món luộc cho nó lạ thì Phương nghĩ là chúng ta không cần phải cắt nó đâu. Cứ để nguyên như vậy và mình rửa thật kỹ những cái kẽ này nè. Thường thì nó sẽ bám đất, bám bùn ở trong đó đó. Các bạn chịu khó mình rửa từng cọng cho nó sạch. Còn các bạn nào mà nhà có điều kiện hơn thì mình sẽ rửa trên dòng nước chảy. Đây, mình cho lực nước khoảng thế này thôi. Đó. Như này thì bao sạch luôn, nhưng mà khá là tốn nước. Bạn nào có điều kiện thì mình rửa kiểu như vậy là sạch luôn. Nhưng mình không có điều kiện, mình rửa kiểu như vậy. Xong phần rau, giờ chuyển sang phần nấm. Nấm đợt này to các bạn, mình nghĩ là do thời tiết mưa. Trồng nấm trong nhà thì liên quan gì đến trời mưa ta? Chắc lo cho người ta bỏ thuốc nhiều quá nên nấm nó bự. Chả cá xong, nấm cà chua tàu hũ xong, thì bây giờ nấu cơm. Giờ thì Phương sẽ cắt nhỏ cái phần đầu khuôn này ra
Mỗi miếng vậy các bạn có thể cắt thành 4 đến 5 phần dọc như vậy. Đường cắt nhỏ quá nó sẽ bị gọi là vụn cái đầu á, nó bị nát trong quá trình mình xào nấu á. Có nghĩa là đó, mình cắt cái miếng cỡ vậy được rồi ha. Các bạn cắt càng mỏng thì càng tốt hơn để nó nhanh chín, nó nhanh thành sốt. Lẽ ra thì mình mua trái nó chín hơn, nó sẽ nhiều nước sốt hơn, mà tiếc là chỗ đó bán cà chua nó không được chín lắm, mà trái thường thì ra nước sốt nó không được màu, không được đẹp. Trái cà chua chín thì nó sẽ ra màu đỏ đậm hơn. Đây, xong hết rồi. Giờ mình khử cà chua để làm nước sốt. Chuẩn bị luôn cái nắp để đậy chút nữa đề phòng hiện tượng dầu văng tùm lum tùm lưa. Cho cà chua vào nha. Đậy nắp lại ngay, chứ không là nó văng tùm lum lên. Okay. Bởi vì đậu khuôn thì người ta cũng đã chiên rồi, chả cá thì người ta cũng chiên rồi nên nó đã chín hết rồi. Bây giờ mình chỉ việc chiên lại một lần nữa cho nó chín thêm một lần nữa và nó nóng lên. Sau đó mình sẽ cho cuối cùng là nấm vào. Mình cho rau vào để mình luộc nha. Rồi để cho gọi là xanh rau á thì mọi người cũng có thể cho một ít bột ngọt vào để vừa xanh rau mà vừa ngọt nước nữa. Bởi vì cà chua nó còn chưa chín á, thành ra nên để mà thành sốt thì nó sẽ tốn nhiều thời gian lắm các bạn, nên chúng ta phải kiên nhẫn. Còn các bạn nào muốn nhiều sốt hơn thì mình có thể cho một ít nước vào đây. Đồng thời mình cũng nêm nếm gia vị vào luôn, trong cái nước sốt này luôn, để chút nữa khi mà mình cho những cái kia vào thì nó sẽ thấm luôn. Một tí muối và 2 muỗng đường, nửa muỗng tiêu. Mình vớt ra và mình sẽ nêm nếm vào cái nước này cho nó ngon. Nếu bạn để theo chiều thì khi vớt ra nó cũng theo chiều đó. Thứ nhất là dễ gấp, thứ hai cũng là gọi là trang trí cho nó đẹp mắt. Thì trong lúc cái phần này chín thì cái cà chua kia nó cũng rụt luôn rồi. Sau khi mà cái này mình đã nêm nếm nó ok rồi và nó cũng đã chín rồi, thành sốt rồi, thì mình sẽ cho công đoạn cuối cùng đó là nấm vào. Ok. Và chờ nó chín rồi thôi. Khổ qua xào trứng nha. Bây giờ đợi dầu nó sôi cái mình thử tỏi này vào, mình xào khổ qua, mình đập cái trứng vịt vô nữa là xong.
Mình đợi khi nào mà ổ qua nó khổ qua nó chín á thì mình sẽ cho trứng vào ha. Mà trước khi cho trứng vào thì mình sẽ nêm nếm hết gia vị vào trong cái khổ qua này để khi mình cho trứng vào thì nó sẽ thấm vô. Ok. Bột nêm, nửa muỗng bột ngọt và nửa muỗng muối, nửa muỗng thôi nha, 1/3 thôi cũng được, nhưng mà sẽ bị mặn đó. Món này mà mặn quá thì nó sẽ mất ngon các bạn. À, khi mà khổ qua nó chín rồi á, thì mình mở nắp ra, mình nhỏ lửa bớt xuống lại để cho nó rút cái nước này đi, thì khổ qua nó ra nước, khi mà cho trứng vào nó sẽ bị nhão mất, nó làm cho món này mất ngon. Khổ qua nó đã khô rồi thì mình sẽ đập trứng vào. Trứng này là trứng vịt, còn các bạn thích ăn trứng gà cũng được, trứng vịt cũng được, trứng cút cũng được luôn. Chỉ là chưa lần nào mình nấu thử trứng vịt lộn thôi. Mình sẽ mở nắp từ giai đoạn này trở về sau để cho nước nó rút. Vậy là đã hoàn thành xong cái món khổ qua xào trứng rồi. Vậy là hôm nay với thực đơn chúng ta có những món đó là chả cá, đậu khuôn và nấm sốt cà chua, cải thìa luộc và món khổ qua xào trứng. Tổng giá trị thực đơn ngày hôm nay là lên đến 99.000 đồng, nhưng mà chúng ta cho 3 người ăn trong vòng 1 ngày. Riêng cái phần này thì vẫn còn hơn một tô này nữa ở trên bếp. Cái này nếu mà đúng theo khẩu phần ăn bên ngoài thì chúng ta chỉ ăn một nửa thôi. Cái này cũng như vậy, và vẫn còn một chén nữa ở trên bếp. Chúng ta đang tính theo cái giá thị trường bên ngoài đang ăn một phần cơm như vậy là 25.000, và chúng ta có 3 người ăn. Vậy là hôm nay chúng ta tiết kiệm chi phí khá là lớn, nếu như các bạn muốn làm theo công thức này để mà tiết kiệm làm giàu. Vẫn chơi thôi. Nói chung là với cuộc sống kinh tế càng lúc khó khăn như vậy, các bạn tiết kiệm được chừng nào thì hay chừng đó. Quan trọng là chúng ta tiết kiệm được tiền nhưng vẫn đảm bảo được cái chất lượng dinh dưỡng cho mỗi bữa ăn hàng ngày ha. Rồi bây giờ mời cả nhà chúng ta cùng ăn cơm trưa thôi. Nói phải khen chứ thực ra thì cái món này là Phương làm là nhất chách. Cái món mà chả cá sốt cà chua trứng nấm này nè, giờ ăn thử cái coi ngon không. Ngon thiệt mà, nhất chách luôn á. Bạn nào mà không tin á, bữa nào gọi là tài trợ Phương đi, tài trợ cũng nấu ăn cho bao ngon luôn á. Cải thìa này mấy lần trước thì chúng ta nấu canh, nhưng lần này thì luộc để mình chấm mắm coi thử là nó thế nào. Ngon luôn. Tuyệt vời luôn. Bỏ qua xào trứng coi. Perfect luôn. Hết sảy. Mà các bạn chưa đi có người ngồi coi hoài cái bụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, và hãy nhớ đón xem clip tiếp theo của Phương nha. Và đừng quên nhấn nút subscribe, like và comment bên dưới. Nếu các bạn có những món ăn ngon, rẻ, muốn chia sẻ thì hãy nhớ comment bên dưới nha. Ok, chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Ăn đẹp có bụng quá không? Chắc chưa ăn gì hết. Nhớ là 3 người ăn nha, tại 2 người kia chưa ngủ dậy nên Phương ăn trước. Được rồi. Các bạn nghe tiếng ho vậy đó, chúng ta về cũng là được ăn xong rồi.